Thời sự tối nay, VTV đưa tin Phi Nhung đã trở về Việt Nam. Sau khi lễ chung thất 49 ngày của ca sĩ Phi Nhung vừa kết thúc, lập tức trên mạng xã hội liên tục rầm rộ một thông tin gây chấn động. Đó là ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống. Đặc biệt trong một hội nhóm kính những người hâm mộ Phi Nhung, liên tục truyền tay nhau loại bức ảnh của Phi Nhung mới nhất được chụp tại Mỹ. Ngoài ra, một người dùng mạng trên Facebook trong hội nhóm này cho biết, thật ra Phi Nhung vẫn còn sống và đang được điều trị tích cực tại Mỹ dưới sự chăm sóc của con gái ruột Wendy. Ngoài ra, phía gia đình và quản lý Phi Nhung còn yêu cầu người hâm mộ, những ai yêu mến Phi Nhung hãy giữ bí mật này để Phi Nhung có thể yên tâm chữa bệnh. Sau loạt tin đồn trên, chúng tôi đã lập tức âm thầm điều tra điều này và cuối cùng đã có kết luận, ca sĩ Phi Nhung đúng thật là vẫn còn sống. Cô đang được điều trị COVID-19 tại bệnh viện lớn nhất bang California dưới sự chăm sóc của những y bác sĩ hàng đầu nước Mỹ. Sau thông tin chấn động này được tiết lộ, Wendy liền ra mặt sau đó lên tiếng đính chính. Qua đó cô trả lời với phóng viên rằng, đúng là mẹ tôi vẫn còn sống, nhưng hiện tại sức khỏe của mẹ vẫn còn rất yếu và đang tích cực điều trị. Mong mọi người hãy bình tĩnh và chờ đợi thêm một thời gian nữa. Sau khi sức khỏe của mẹ khả quan hơn, thì phía gia đình sẽ có thông báo chính thức đến toàn thể quý khán giả cũng như truyền thông và báo chí. Còn bây giờ xin mọi người hãy ngừng công kích hay lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng, điều đó sẽ ảnh hưởng đến mẹ con rất nhiều, xin cảm ơn mọi người. Sau cuộc phỏng vấn ngắn với con gái Phi Nhung thì sự thật Phi Nhung còn sống đã được sáng tỏ. Bây giờ mong người hâm mộ, những ai đã và đang yêu mến Phi Nhung, xin mọi người hãy góp một lời cầu nguyện để Phi Nhung sớm được hồi phục và quay trở lại sân khấu bằng xương bằng thịt. Phi Nhung sinh năm 1972 quê tại Gia Lai. Năm 2005, sau thời gian dài định cư tại Mỹ, ca sĩ về nước ca hát và kinh doanh. Phi Nhung được khán giả yêu mến khi thể hiện các ca khúc dân ca trữ tình như Bông Điền Điển, Phải Lòng Con Gái Bến Tre. Cô đảm nhận vai trò giám khảo cho các cuộc thi âm nhạc như solo cùng bolero, hãy nghe tôi hát. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin này và gửi đến các bạn kết quả chính xác nhất vào bản tin sau. Hãy cùng chờ xem vào video kế tiếp. Rộ tin Phi Nhung về Việt Nam, Bộ Công an quyết định học khẩn, vụ Phi Nhung chết đi sống lại. Gần đây trên khắp các diễn đàn mạng, những người hâm mộ Phi Nhung liên tục rầm rộ thông tin cho rằng Phi Nhung hiện tại vẫn còn sống và đang được điều trị tích cực tại Mỹ cùng với con gái Wendy. Ngay lập tức, loạt phóng viên truyền thông vào cuộc điều tra vụ việc gây chấn động này. Sau một ngày điều tra tại Mỹ thì chúng tôi đã có thông tin kết luận rằng quả thật Phi Nhung vẫn còn sống và đang được chăm sóc rất chu đáo tại một trong những bệnh viện lớn nhất tại Mỹ. Cái chết của Phi Nhung chỉ là một màn kịch được dựng lên nhằm qua mắt dư luận và tránh những thị phi do nữ CEO nào đó tạo ra. Đám tang giả cũng được tổ chức để tránh sự nghi ngờ của mọi người. Sau khi thông tin này lộ ra, chúng tôi đã yêu cầu có một buổi phỏng vấn với gia đình Phi Nhung, nhưng họ từ chối và nói: "Chúng tôi không có gì để giải thích cả, xin hãy ngừng lan truyền những tin bị đặt chưa được kiểm chứng." Qua câu nói trên của phía gia đình Phi Nhung, chúng tôi dường như khẳng định được rằng việc Phi Nhung còn sống hoàn toàn là thật và người đứng sau cái chết của Phi Nhung vẫn còn là một điều bí ẩn. Trên mạng xã hội, những người hâm mộ Phi Nhung cũng chia làm hai lỗi ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng nếu thật sự Phi Nhung vẫn còn sống thì đây là một điều rất đáng vui mừng. Chúng ta hãy bỏ qua cho Phi Nhung để cô sớm trở lại sân khấu và vẫn là một cô ca sĩ được hàng triệu người yêu mến. Bên còn lại lại cho rằng không thể chấp nhận việc Phi Nhung qua mặt dư luận bằng cách giả chết như vậy được. Rất nhiều người đã rơi nước mắt vì Phi Nhung, cần làm rõ điều này và Phi Nhung phải ra mặt để giải thích rõ mọi chuyện. Trước lạc bảo dư luận trên, thì phía quản lý cũng như gia đình Phi Nhung vẫn nhất quyết giữ im lặng, không có thêm bất cứ thông tin nào về sự việc này. Vào tháng 10 năm 1989, Phi Nhung đã được sang Mỹ theo diện con lai và cư ngụ tại Tampa, tiểu bang Florida và cô gặp Trissy Phương Trinh, một nữ ca sĩ nổi tiếng người Việt tại buổi biểu diễn từ thiện ở một ngôi chùa trên đất Mỹ. Khi ấy Phương Trinh đang lưu diễn tại bang Florida, nhận thấy tài năng của Phi Nhung, Tracy đã khuyên Phi Nhung tới California để thực hiện ước mơ của mình. Cuối năm 1993, cô đã chuyển tới sống ở quận Cam bang California. Những thông tin này hiện tại vẫn chưa được công bố chính thức và ở những bản tin sau, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn chi tiết hơn về thông tin hiện tại của Phi Nhung. Thật hư thông tin Phi Nhung đã về cùng các con tại Việt Nam, được biết sáng nay các bác sĩ tại Mỹ vừa có thông báo đến người hâm mộ Phi Nhung rằng hiện tại sức khỏe của cô đang có chuyển biến tích cực, cho thấy nhiều dấu hiệu hồi phục nhanh về thể lực. Cũng theo lời bác sĩ cho biết, nếu Phi Nhung cứ tiếp tục hồi phục tốt như thế này thì có khả năng cô sẽ được xuất viện sớm và những ai yêu mến cô sẽ được nhìn thấy một Phi Nhung trên sân khấu bằng da bằng thịt. Nhưng có một vài điều vẫn khiến các bác sĩ chữa trị cho Phi Nhung vô cùng lo lắng và đã thông báo trước với Wendy rằng hãy chuẩn bị tâm lý bởi dù có tiến triển tốt nhưng Phi Nhung vẫn đang hồi phục rất chậm và vẫn đang tiếp tục lọc máu. Lúc thì lên 100% hồi phục, lúc thì còn 10% sự sống. Đây cũng là điều khiến các bác sĩ tại Mỹ vô cùng đau đầu. Nhiều người cho biết dù sức khỏe của Phi Nhung có ra sao thì họ cũng rất vui mừng vì nó chứng tỏ Phi Nhung vẫn còn sống. Theo đó, phổi của Phi Nhung đã có những hồi phục đáng kể kể từ khi nhập viện đến nay. Wendy, con gái của Phi Nhung, chia sẻ với phóng viên rằng Cô rất vui mừng vì sức khỏe của mẹ đang có những tiến triển tốt, không cần can thiệp thở máy, đây là một điều vô cùng kỳ diệu. Cũng theo một nguồn tin khác cho rằng, cái chết của Phi Nhung chỉ là một vở kịch được lập ra sẵn, một khán giả giấu mặt cho biết, trước đó ca sĩ Phi Nhung đã được chuyển đến bệnh viện chờ đẩy trong tình trạng vô cùng nặng. Ngay khi biết được thông tin này, Quỳnh đi lập tức nhờ nghệ sĩ Việt Hương làm thủ tục để đưa mẹ sang Mỹ điều trị ngay trong đêm đó cô đã về đến mỹ và mọi thông tin đều không được tiết lộ với người hâm mộ đến hiện tại việc ca sĩ phi nhung vẫn còn sống khiến nhiều người rất vui mừng và đồng lạc để lại lời chúc mong cô sớm khỏi bệnh và quay lại sân khấu một người hâm mộ cho biết tôi là fan của phi nhung từ rất lâu rồi nghe tin phi nhung qua đời tôi thật sự không tin vào điều đó tôi vẫn mong rằng cô vẫn còn sống mặc dù đó là điều rất mong manh nhưng dựa theo những tin đồn gần đây thì tôi nghĩ đây chỉ là một màn kịch bởi trong việc này vẫn còn rất nhiều điều khó giải thích. Một số lũ ý kiến khác cho rằng ca sĩ Phi Nhung thật sự đã mất rồi làm gì có chuyện sống lại mà nếu có sống lại thì chỉ là trong giấc mơ mà thôi. Nhưng một số người tin vào những điều bí ẩn kỳ diệu thì vẫn cho rằng Phi Nhung vẫn đang ở một phương trời xa nào đó sẽ mãi mãi có một cuộc sống thật bình yên tránh xa các thị phi của cuộc đời này qua đó wendy cũng cho biết thông tin mẹ phi nhung còn sống hiện tại vẫn chưa được công bố và một số nguồn tin cho biết mẹ tôi đã phục hồi sức khỏe thực sự đây là những điều không đúng với sự thật hiện tại mẹ tôi vẫn đang được điều trị tại một bệnh viện vô cùng nổi tiếng tại mỹ qua những lời chia sẻ của wendy cũng đã cho chúng ta một chút hy vọng về sự sống của phi nhung nhưng đây cũng sẽ là một cú lừa thế kỷ cho những ai hâm mộ hoặc không hâm mộ phi nhung cuối cùng wendy gửi lời nhắn nhủ đến khán giả rằng mọi người nên bình tĩnh trước thông tin này cô sẽ sớm có thông báo chính thức đến toàn thể bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ cũng theo lời bác sĩ đang điều trị cho phi nhung cho biết các bác sĩ hiện vẫn đang tích cực chăm sóc cho phi nhung để giúp cô trở lại với cuộc sống bình thường mong rằng những nguồn thông tin trên có thể đem lại thêm hy vọng cho người hâm mộ phi nhung